huyện Bát Sát nằm trong vùng quy hoạch sản xuất chuối hàng hóa của tỉnh. Có những thời điểm, vùng chuối hàng hóa tại địa phương này lên tới gần 1.600 ha. Vậy nhưng diện tích trồng chuối tại một số xã đang sụt giảm mạnh do bị nhiễm bệnh. Diện tích trồng chuối trước đây buộc phải luân canh sang cây trồng khác. Nhiều giải pháp đang được huyện triển khai để duy trì diện tích cây trồng chủ lực này. 80 ha chuối cấy mô này là của gia đình ông Vũ A Dùa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trịnh Tường. Thuê lại đồi cỏ xanh của 18 hộ dân trong xã để trồng chuối, ông Dùa cũng thuê luôn những hộ dân này trồng và chăm sóc chuối. Với kinh nghiệm trồng chuối hàng hóa hàng chục năm, nhất là trong phòng chống bệnh vàng lá Panama, đã được ông Dùa vận dụng trong quá trình trồng và chăm sóc, đảm bảo cây chuối sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến đến tháng 8 âm lịch tới đây, chuối sẽ ra buồng. Bệnh Panama thì không có thuốc nào để chữa được. Thế cho nên là muốn duy trì được cái diện tích chuối hàng hóa này thì chúng ta cần phải luôn chuyển, luôn canh. 1-2 năm khi hết mầm bệnh thì chúng ta lại quay lại trồng. Cần phải tính rất là chi li và rất là cẩn thận, nhất là cái khâu kỹ thuật và khâu chăm sóc. Đây là một trong những khâu mà quan trọng nhất. Phải thường xuyên thăm đồng chuối. Khi phát hiện thì gốc nào mà đã dính bệnh và vàng lá thì chúng tôi phải xử lý ngay. Xử lý lập tức không cho lây lan do các cái gốc khác. Từ mô hình trồng chuối hiệu quả của gia đình ông Vũ A Dùa, huyện Bát Sát đang khuyến khích nhân rộng tại hai xã Trịnh Tường và Cốc Mì để duy trì vùng chuối hàng hóa ở địa phương. Từ năm 2023 đến nay, đã có gần 300 ha chuối hàng hóa tại Bát Sát được trồng theo cách như vậy. Địa phương đang phấn đấu diện tích chuối hàng hóa sẽ đạt 500 ha vào cuối năm nay. Huyện Bát Sát đang chủ động triển khai là tiếp tục rà soát khoanh vùng cái vùng trồng chuối, đảm bảo đủ diện tích theo như cái chỉ tiêu giao của tỉnh. Và diện tích để dự phòng luân canh thì nó gấp từ 1,5 đến 2 lần đối với diện tích thực tế, để làm sao mà khi chuối hết chu kỳ thì có thể chuyển đổi sang cây trồng khác, và cái diện tích luân canh đối với cái diện tích luân canh để dự phòng sẽ bổ sung cho cái diện tích để trồng chuối, để làm sao cố gắng duy trì được cái diện tích chuối theo cái nghị quyết 10 của tỉnh ủy. Là một trong những địa phương được cấp mã vùng trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, hàng chục năm qua, từ việc trồng và xuất khẩu chuối đã tạo việc làm, mang lại thu nhập khá cho hàng nghìn lao động ở vùng cao Bát Sát. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, vùng trồng chuối đạt 1.185 ha, chiếm 33,85% tổng diện tích chuối toàn tỉnh, với sản lượng đạt khoảng 30.000 tấn quả tươi.